huyện Hải Lăng thì trong đó là có xã Hải An. Xã Hải An là một vùng bãi ngang, thì về cái việc mà việc làm của các chị em thì cũng chưa được ổn định. Thì tôi là một người phụ nữ của xã Hải An cũng mong muốn các nhà lãnh đạo là tạo điều kiện giúp đỡ cho chị em, trước hết thì có cái công ăn việc làm, và sau đó thì về cái bình đẳng giới thì cho các chị là được là tốt hơn. Phần thì muỗi đốt vì mưa nhiều quá còn được nước tụ lại, cũng như cái phần vừa rồi thì cô đang còn phản cắn là để đốt đó, nhờ tụ thì còn muỗi nữa đang có trong á, khi mà nó cái là đồng tư cái là cứ vô cắn á, nó mắc mang đó vẫn vô dữ lắm, thì thật bật buộc ra sốt như bị lại là hai hồ là lại vào suốt đi 6 đồng tiền, mà khi chi ra là 3 đồng 1, còn lại thì được 2 đồng 9, và chi phí xong là chi 1 phần 4 đồng tiền và 4 phần là được 6 triệu. Nhưng ngược lại rủi ro cũng cao lắm, vì đó là mỗi trường hợp hồ của chị, còn mọi hồ mọi hồ khác là tất nhiên rủi ro cũng vẫn cao, siêu lợi nhuận mà siêu rủi ro. Còn cô xuống dưới và cô buộc các cái bao này lại, không dây xuống, kéo lên và cứ tự chuyên chuyên lăng lăng giữa là lên đăng từng mái trước qua mái sau, rồi cứ đi quanh qua đông nam ở biển, khi nó dăng chăng mấy cái mũi xuống là bảo thể có đỡ, khi mà bảo qua là đỡ đất lốc mái tóc mái tôn khỏi bay gọi khỏi lốc. Thì trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì thời tiết là ở xã Hải Sơn nói chung và huyện Hải Lăng có những là thay đổi bất thường, đặc biệt là trận lũ tháng 11 năm 1999 là đã vượt mức lũ của hàng chục năm trở lại đây, và tháng 2 năm 2007 thì đã xảy ra một trận là lũ trái vụ mà không theo quy luật hàng năm, ảnh hưởng đến là vấn đề là sản xuất của bà con nông dân. Và tháng từ tháng giêng đến tháng 2 năm 2008 thì đã xảy ra một trận rét đậm rét hại